Thân chào tất cả các bạn, rất vui khi được quay trở lại với một clip tiếp theo về nghiên cứu khoa học dữ liệu từ lý thuyết đến thực hành. Một lần nữa, tất cả nội dung trong clip này được dựa trên kinh nghiệm của Mr. Đức đã hướng dẫn rất nhiều các bạn thực hiện thành công cái đề tài nghiên cứu của mình. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung trong clip này rất mong nhận được cái sự đóng góp cũng như phản hồi từ các bạn thông qua số điện thoại 0384015119 hoặc email luanvankinhte.az@gmail.com hay là onthicaohoc.com@gmail.com. Nội dung của clip tiếp theo này đầu tiên vẫn là giới thiệu tổng quan về nghiên cứu khoa học dữ liệu. Thứ hai là tổng quan về cơ sở lý thuyết và mô hình của một đề tài nghiên cứu. Và thứ ba là thực hành ứng dụng trên phần mềm Strata với đề tài cụ thể là tác động của cạnh tranh đến ổn định tài chính trường hợp các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Sử dụng mô hình SCMM không có biến trễ. Như đã giới thiệu về khoa học dữ liệu thì đó là một ngành mà nghiên cứu sự phụ thuộc giữa một biến mà chúng ta hay gọi là biến phụ thuộc với một hoặc nhiều biến độc lập mà chúng ta hay gọi là biến giải thích dựa trên dữ liệu thứ cấp. Và một đề tài trong nghiên cứu khoa học dữ liệu được cấu thành gồm hai thành phần chính, một là cơ sở lý thuyết và hai là mô hình. Trong đó cơ sở lý thuyết được sử dụng với mục đích chính là để lý giải về mặt lý thuyết mối liên hệ giữa biến phụ thuộc với các biến giải thích cho cái đề tài nghiên cứu của các bạn. Một cơ sở lý thuyết được gọi là uy tín nếu được trích ra từ các cuốn sách chuyên ngành như tài chính ngân hàng, kinh tế đối ngoại, kế toán kiểm toán, kể cả kinh tế học và quản trị kinh doanh. Trong trường hợp nếu các bạn không sử dụng được các cái tài liệu là sách này để trích xuất ra cơ sở lý thuyết thì các bạn có thể sử dụng cái nguồn thứ hai là trên các paper. Về mô hình thì ý tưởng chính của mô hình là sử dụng dữ liệu thực tế để chứng minh rằng có cái sự phụ thuộc giữa một biến phụ thuộc với một hoặc nhiều biến giải thích trong mô hình nghiên cứu. Một mô hình được là tốt nếu nó được trích xuất từ các nguồn uy tín như là các paper nước ngoài trên các tạp chí có chỉ số ISI hoặc Scopus. Nguồn thứ hai là từ các paper trong nước được trích ra từ các tạp chí được hội đồng chức danh giáo sư và phó giáo sư nhà nước công nhận như Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng, Đại học Mở và có thể là bao gồm cả Đại học Tài chính Marketing. Khoa học dữ liệu là một ngành mà cái nguồn dữ liệu sử dụng chủ yếu là dữ liệu thứ cấp. Thì các bạn chú ý kỹ như sau. Dữ liệu thứ cấp, một lần nữa Mr. Đức xin nhắc lại, là dữ liệu mà có sẵn. Nhiệm vụ của các bạn chỉ là thu thập nó từ các cái nguồn đáng tin cậy. Ví dụ, trên phạm vi quốc tế thì có thể là của các ngân hàng thế giới, World Bank hoặc là quỹ tiền tệ thế giới IMF. Hoặc là nguồn dữ liệu từ một tổ chức chuyên cung cấp cũng có uy tín ở quốc tế là nguồn dữ liệu của Thomson Reuters. Gần đây thì nguồn dữ liệu này đã được một số trường đại học ở Việt Nam cung cấp như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ưu điểm của nghiên cứu khoa học dữ liệu chính là có được một nguồn dữ liệu có sẵn. Nhưng khuyết điểm của nghiên cứu học dữ liệu đó là số lượng mô hình, có thể tạm gọi so với nghiên cứu học hành vi thì nó rộng và có rất rất nhiều dạng mô hình. Rất nhiều các bạn khi thực hiện các đề tài nghiên cứu của mình đều có đặt ra một cái câu hỏi như sau, đó là em đã từng tham dự các lớp về kinh tế lượng
các lớp về hướng dẫn sử dụng phần mềm FPSS, hướng dẫn sử dụng phần mềm Strata, cũng như học không ít, xin lỗi là đọc không ít tài liệu về kinh tế lượng. Nhưng tại sao khi em thực hiện cái đề tài nghiên cứu của mình thì em vẫn còn có cảm giác rằng là mình không biết gì? Thì câu trả lời nói vui với các bạn là thực sự ra nếu bạn biết được mới là điều bất bình thường trong một khoảng thời gian ngắn. Nó đòi hỏi các bạn phải bỏ công sức rất nhiều, bởi vì thực tế số lượng mô hình được sử dụng trong nghiên cứu học dữ liệu là nhiều vô kể xiết. Nhưng có lẽ các bạn cần một chút xíu tìm lại cái nguồn gốc của nó để có cho mình cái hướng đi chính xác. Thì Mr. Đức xin giới thiệu với các bạn lịch sử về tất cả các mô hình trong nghiên cứu khoa học dữ liệu một cách ngắn gọn như sau. Thực chất, nghiên cứu trong khoa học dữ liệu sử dụng 3 nguồn dữ liệu thứ cấp có sẵn. Thứ nhất, đó là nguồn dữ liệu thứ cấp chéo, hay gọi là dữ liệu chéo. Dữ liệu chéo là dữ liệu mà chúng ta thu thập trên nhiều đối tượng khảo sát tại cùng một thời điểm. Ví dụ, chúng ta có thể hỏi về cái lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại thời điểm là năm 2014, ví dụ vậy. Thì rõ ràng trong đây đó là số lượng ngân hàng, đó chính là đối tượng khảo sát, số lượng đối tượng khảo sát. Và thời điểm chỉ có duy nhất một thời điểm là năm 2014. Nguồn dữ liệu chéo này được sử dụng phổ biến trong khoảng từ năm 2010 hoặc 2009 được trở về trước. Và nhìn nguồn dữ liệu chéo này, chúng ta cũng thấy ngay có một vấn đề rất lớn, đó là số lượng phần tử hay là cỡ mẫu khảo sát không quá đa dạng. Thì gần đây, nguồn dữ liệu được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu khoa học dữ liệu lại không phải là dữ liệu chéo nữa, mà là nguồn dữ liệu chuỗi thời gian. Ưu điểm của nguồn dữ liệu này đó là cái số giá trị quan sát nhiều hơn so với lại dữ liệu chéo. Lý do là bởi vì nó được khảo sát trên một đối tượng nhưng tại nhiều thời điểm khác nhau. Và nguồn dữ liệu chuỗi thời gian này có rất nhiều các dạng mô hình liên quan như va, SVA, gạt, ti gạt, vân vân. Ưu điểm của nguồn dữ liệu chuỗi thời gian này trong một số lĩnh vực có được một lượng dữ liệu khá lớn, ví dụ giá cổ phiếu. Tuy nhiên, khuyết điểm của nguồn dữ liệu chuỗi thời gian này đó là nó không trải rộng ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy, dữ liệu chuỗi thời gian cũng như dữ liệu chéo vẫn có một khuyết điểm, đó là trong rất nhiều trường hợp cái số giá trị quan sát không đủ lớn. Và lúc này người ta đặt ra một câu hỏi này: vậy có nguồn dữ liệu nào mà vừa kết hợp trên nhiều giá trị quan sát tại nhiều thời điểm khác nhau không? Thì câu trả lời đó là dữ liệu bản. Đây có thể tạm gọi là nguồn dữ liệu hoàn hảo nhất cho tất cả các mô hình nghiên cứu. Lý do bởi vì nó được khảo sát trên nhiều đối tượng tại nhiều thời điểm khác nhau, cho nên nó tạo ra một lượng giá trị quan sát khá lớn, đảm bảo đủ về mặt thực tế để kiểm chứng cái cơ sở lý thuyết cho cái chủ đề hoặc cái đề tài nghiên cứu mà các bạn thực hiện. Trong dữ liệu bản có rất nhiều các mô hình như fixed effect, random effect, mô hình FGLS. Và gần đây, một trong những mô hình mà dữ liệu bản rất thích sử dụng đó là mô hình GMM, và mở rộng của GMM đó là mô hình System GMM, vân vân. Một đề tài nghiên cứu trong khoa học dữ liệu muốn được là một đề tài tốt cần đáp ứng các yêu cầu chung như sau. Thứ nhất, cái đề tài đó cần được kế thừa từ các paper uy tín của nước ngoài, hoặc
từ các paper ở trong nước hoặc từ các luận văn hay luận án đi trước. Đương nhiên, việc bạn kế thừa hay là tìm cái sự ủng hộ cho đề tài nghiên cứu của các bạn từ các cái nghiên cứu đi trước, là các paper của nước ngoài hay là các paper của trong nước hay là các luận văn hay luận án đi trước, phụ thuộc rất nhiều vào cái chuyên ngành học của bạn cũng như yêu cầu của khoa và hội đồng bảo vệ đề cương. Đối với các trường như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mở và có thể là Đại học Tài chính và Marketing, kể cả Đại học Ngân hàng, thì các khoa hay có những đòi hỏi rất cao về các yêu cầu của một cái đề tài nghiên cứu. Trong đó họ thường khuyến khích học viên chọn lựa những nghiên cứu mà kế thừa là từ các paper uy tín của nước ngoài. Điều này nhìn thì tưởng dễ, nhưng đối với rất nhiều bạn luôn có một cái cảm giác hoang mang, đó là tôi không biết cái đề tài tôi đang nghiên cứu như vậy có paper uy tín nào của nước ngoài ủng hộ không. Tại sao tôi chọn được một paper uy tín của nước ngoài nhưng khi đưa đến giảng viên thì giảng viên hướng dẫn lại nói rằng cái này ở Việt Nam nhiều người làm rồi, em làm thì có gì khác biệt không? Có lẽ đây là hai trong số rất rất nhiều các câu hỏi phổ biến mà giáo viên hướng dẫn hay hỏi các bạn. Và thực sự các bạn hoang mang, bởi vì việc tìm được một paper của nước ngoài đã khó rồi, và bây giờ lại còn bị giảng viên hướng dẫn đưa ra những đòi hỏi như vậy nữa, thì các bạn thật sự không biết rằng vậy làm sao để đáp ứng yêu cầu của giảng viên hướng dẫn. Thì nếu trong trường hợp bạn gặp phải cái vấn đề như thế vậy, thì bạn ơi, chỉ cần một cuộc điện thoại ngắn gọn. Alo, Mr. Đức, có phải số điện thoại 0384-015-119 không ạ? Em có thể gặp Mr. Đức để trao đổi về vấn đề em gặp phải không? Mr. Đức tin bạn sẽ có được câu trả lời và sẽ giải đáp thắc mắc một cách rất nhanh chóng. Và hy vọng bạn hãy nhớ kỹ điều này, xem nó như là một cái gì đó hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện cái đề tài nghiên cứu của các bạn. Bởi với Mr. Đức, Mr. Đức tái khẳng định và chắc chắn với bạn rằng bất kỳ một đề tài nghiên cứu nào đều luôn có các paper uy tín của nước ngoài ủng hộ. Nhiều bạn nghe câu trả lời vậy xong nói rằng em cũng tìm được các paper uy tín của nước ngoài, em không hiểu tại sao giáo viên hướng dẫn lại không ok. Vâng bạn ơi, nếu giáo viên hướng dẫn của bạn nói với bạn một câu thế này: cái đề tài này tôi chẳng thấy chẳng có gì mới, bạn chỉ cần khéo léo một chút xíu, đó là thay vì tìm một paper uy tín của nước ngoài, bạn nên kết hợp 3-4 paper uy tín của nước ngoài. Và lúc này bạn quay lại nói với giáo viên hướng dẫn rằng cái paper này của ông A, ông chỉ thực hiện một mô hình. Paper của ông B, ông chỉ thực hiện một mô hình. Nhưng cái đề tài nghiên cứu của em thực hiện hai mô hình, vừa của ông A, vừa của ông B, cho chủ đề nghiên cứu của em. Thì lúc này cái sự thuyết phục của bạn với giáo viên hướng dẫn nó sẽ lên cao rất nhiều. Và đây là một mẹo tưởng chừng như là nhỏ, nhưng thực sự bạn ơi, nó chính là hướng mà rất rất nhiều các đề tài nghiên cứu chuyển thành các cái bài báo trên các tạp chí uy tín, chỉ đơn thuần là như vậy. Nhiều bạn nghe xong lại mỉm cười rằng vậy hóa ra là mình chỉ đi tổng hợp các cái đề tài, các cái paper khác nhau của những người, sau đó thành cái của mình. Vâng bạn ạ, nghiên cứu bắt đầu từ như thế. Trong những trường hợp đơn giản hơn, bạn thấy có rất nhiều các cái giảng viên nổi tiếng với các cái tạp bài đăng báo. Nếu bạn chỉ cần xem lại cái paper mà họ kế thừa thì bạn sẽ thấy một điều rất ư là bình thường, đó là họ bề nguyên si cái paper của nước ngoài làm tại Việt Nam và chỉ thay đổi lại rằng tôi làm cái đề tài này nhưng tôi muốn kiểm chứng trên cái dữ liệu thị trường tại Việt Nam, thế thôi. Và vẫn được đăng trên các tạp chí uy tín có chỉ số ISI và Scopus. Cho nên hy vọng nếu các bạn nào không thật sự hiểu kỹ về cách kế thừa các paper uy tín là như nào, rất mong có một buổi uống cà phê với các bạn để làm rõ vấn đề này. Còn riêng bản thân Mr. Đức, Mr. Đức khẳng định rằng
Đây là một điều có thể khó với bạn, nhưng sẽ không khó với Mr. Đức. Một điều thứ hai khi các bạn tìm paper uy tín của nước ngoài, đó là trong đó nó có mô hình, nhưng bạn hoàn toàn không thể biết được rằng cái đề tài bạn đang tìm, xin lỗi, cái paper bạn đang tìm, cái mô hình đó là tốt hay là xấu. Bởi thực tế số lượng mô hình như Mr. Đức nói trong nghiên cứu khoa học dữ liệu, nó là nhiều vô kể xiết. Thì bạn ơi, trong trường hợp đó, nếu có thể, hãy liên hệ với Mr. Đức. Và bây giờ Mr. Đức xin giới thiệu về cái đề tài thứ hai là tác động của cạnh tranh đến ổn định tài chính, trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam. Và đây là một mô hình, xin lỗi, đây là một đề tài sử dụng mô hình SCMM không có biến trễ. Rất nhiều bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là gì? Trước giờ nghe nói sử dụng GMM là phải có hiện tượng nội sinh, là hiện tượng mà trong mô hình có biến trễ. Bây giờ Mr. Đức sử dụng SCMM mà không có biến trễ. Vậy thì không biết cái đề tài của Mr. Đức nó kế thừa từ cái paper nào? Có đủ mức độ uy tín không? Thì câu trả lời, bạn ơi, Mr. Đức xin giới thiệu cái đề tài này được kế thừa từ một cái paper. Đó là paper của Betger, Klapper và Rima, tên gọi là cạnh tranh và ổn định tài chính. Trong cái đề tài này, xin lỗi, là trong cái paper này, các bạn sẽ thấy rất rõ một điều, đó là nó có những biến gọi là biến phụ thuộc. Thì đây gồm 3 biến là tỷ lệ nợ xấu, chỉ số Z-score và chỉ số E trên TA. Các biến phụ thuộc, các biến giải thích trong cái đề tài này gồm learner, HHI deposit, HHI loan, vân vân. Một số cái biến kiểm soát trong mô hình cũng có. Và các bạn chú ý dùm cho Mr. đó là vì Mr. kế thừa chính từ cái paper này, cho nên bạn thấy là paper này vẫn sử dụng dạng mô hình là GMM. Với kết quả nghiên cứu ở đây, các bạn thấy rất rõ luôn. Đây là đề tài mà Mr. Đức kế thừa và hướng dẫn các bạn thực hiện, là một đề tài sử dụng mô hình GMM nhưng không có biến trễ trong mô hình các bạn ha, không có biến trễ. Các bạn hoàn toàn có thể tìm được paper này bằng cách đánh đúng cụm từ này ở trên mạng nếu các bạn yêu thích và không tin tưởng. Vậy đề tài Mr. Đức kế thừa là làm cho trường hợp của Việt Nam, đó là tác động cạnh tranh đến ổn định tài chính, trường hợp các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Và đến đây ta đồng ý rằng dữ liệu nghiên cứu của đề tài này là trên 29 ngân hàng thương mại trong thời gian từ 2006 đến 2016. Mô hình sử dụng trong đề tài này gồm có hai mô hình. Mô hình thứ nhất là mô hình IIT bằng beta 0 cộng beta 1 nhân learner cộng beta 2 nhân learner mình cộng beta 3 nhân sai, vân vân. Và các biến sau là các biến kiểm soát trên Mr. Đức không tiện giới thiệu thêm. Mô hình thứ hai là IIT bằng beta 0 cộng beta 1 nhân HHI deposit cộng beta 2 nhân HHI deposit bình. Thì các bạn thấy điểm chung của cả hai mô hình trong cái nghiên cứu này, đó là đều là những mô hình phi tuyến tính. Có nghĩa là Mr. Đức không chỉ muốn kiểm chứng cái mối liên hệ giữa ảnh hưởng của cạnh tranh đến ổn định tài chính, mà muốn xem thử cạnh tranh sẽ dẫn đến ổn định khi nào và không dẫn đến ổn định tài chính khi nào. Chứ còn nếu rằng nói là cứ cạnh tranh là dẫn đến bất ổn thì đó là một điều vô lý. Bởi vì thực tế cái đề tài này khi nghiên cứu và hướng dẫn các bạn thực hiện nghiên cứu, thì một cái vấn đề đặt ra đó là có hai trường phái. Một trường phái thì nói rằng cạnh tranh dẫn đến ổn định, một trường phái thì nói rằng cạnh tranh dẫn đến bất ổn. Cho nên mục đích mà Mr. Đức kế thừa từ cái nghiên cứu của Betger, đó là rất mong muốn xem thực sự cạnh tranh dẫn đến ổn định khi nào, cạnh tranh dẫn đến bất ổn khi nào.
Lý thuyết sử dụng trong đề tài này gồm khái niệm về cạnh tranh, lý thuyết về cạnh tranh, các phương pháp đo lường cạnh tranh như chỉ số H, chỉ số Lerner, chỉ số HHI và chỉ số Bonner. Thì trong trường hợp này, hai chỉ số được sử dụng đó là chỉ số Lerner và chỉ số HHI Deposit. Lý thuyết về ổn định tài chính thì gồm bao gồm các chỉ số nguy cơ phá sản, nợ xấu và tỷ lệ an toàn vốn. Thì trong trường hợp này, biến phụ thuộc là biến ổn định tài chính EIT sẽ gồm cả 3 chỉ số luôn là Z-score, nợ xấu và tỷ lệ an toàn vốn. Vậy với hai mô hình này và có 3 biến phụ thuộc thì chúng ta có tổng số 6 mô hình sẽ phải sử dụng SDMM. Và đến đây thì có lẽ các bạn đã cảm thấy được cái mức độ khá lớn của cái đề tài này về tính toán, có nghĩa là chúng ta phải chạy đến 6 mô hình SDMM và phải đảm bảo làm sao cả 6 mô hình chạy này đều có kết quả tốt. Lý thuyết thứ 3 là lý thuyết mô tả về mối quan hệ giữa cạnh tranh và ổn định tài chính. Paper kế thừa trong mô hình 1 và mô hình 2, đó là một loạt các paper của Petger và Cộng sự 2005-2009, Sodamono 2011, Kasman 2015, Raoul Jesus 2015, Võ Xuân Vinh và Đặng Bục Kiếm 2016, Levin và Cộng sự 2017. Các biến phụ thuộc là các biến tượng trưng cho ổn định tài chính, bao gồm 3 biến là hệ số nguy cơ phá sản Z-score, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng NPL và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu K với công thức tính được thể hiện qua bên đây. Các biến giải thích trong mô hình thì hai biến đại diện cho cạnh tranh của các ngân hàng là chỉ số Lerner và chỉ số tập trung hóa tiền gửi HHI Deposit. Các biến kiểm soát trong mô hình thì gồm có quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng tài sản, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản, đa dạng hóa thu nhập phi lãi, đa dạng hóa thu nhập, tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Và cột ngoài cùng là cách tính của tất cả các biến này. Kỳ vọng dấu của các biến giải thích trong mô hình nghiên cứu thì hai cái biến quan trọng nhất là biến đại diện cho cái mức độ cạnh tranh của các ngân hàng thương mại là Lerner và HHI Deposit về cái kỳ vọng dấu. Và các bạn thấy đây là một đề tài mà các cái biến giải thích có rất nhiều cái dấu chấp nhận được, có những biến mà vừa dấu âm cũng được và dấu dương cũng được, để cho các bạn thấy được một điều rằng cạnh tranh có thể dẫn đến ổn định và cạnh tranh có thể dẫn đến bất ổn. Đây là một điều khá thú vị của cái đề tài nghiên cứu này. Và bây giờ Victor Đức sẽ thực hành toàn bộ cái tính toán về cái đề tài nghiên cứu này trên phần mềm Stata. Với đề mục đầu tiên đó là thực hiện thống kê mô tả và kiểm định lựa chọn mô hình. Đầu tiên nhất là Victor sẽ chạy thống kê mô tả và ma trận hệ số tương quan trên sáu mô hình con. Victor quay qua cửa sổ Stata các bạn ha. Thì đầu tiên nhất là chúng ta sẽ khai báo. Thì nhìn cửa sổ Stata này là một lần nữa các bạn nhìn thấy nó được chia làm 3 phần. Phía bên trái đó là toàn bộ cái lệnh mà chúng ta sẽ đánh vào và thực hiện. Cửa sổ ở giữa chính là cửa sổ trích xuất kết quả mà chúng ta thực hiện các cái lệnh. Và cửa sổ nhỏ phía bên phải trên cùng đó là cửa sổ của tất cả các cái biến trong cái mô hình nghiên cứu của chúng ta. Để xem tổng quát toàn bộ dữ liệu cho cái đề tài này thì các bạn chỉ cần chọn vô Data Edit ở đây. Đối với dữ liệu bảng trong Stata thì đầu tiên nhất muốn phần mềm tính toán được tất cả các cái tính năng thì đầu tiên nhất các bạn cần phải có một cái lệnh, đó là lệnh khai báo cái dữ liệu của bạn đang thu thập là dữ liệu bảng thông qua cái tổ hợp phím là ITSET, sau đó là đối tượng khảo sát, đây là các ngân hàng và năm là year. Thì các bạn thấy nó sẽ hiện ra báo là đây là dữ liệu bảng unblank, có nghĩa là không cân bằng bởi vì có những cái năm không có số liệu các bạn ha.
và thời gian là từ 2006 đến 2016. Sau khi đã thực hiện khai báo cái nguồn dữ liệu là dữ liệu bảng rồi thì bây giờ chúng ta thực hiện một số cái thao tác như là thống kê mô tả thông qua lệnh sum của tất cả các cái biến trong mô hình nghiên cứu và các bạn chỉ việc. Các bạn muốn chọn biến thì có hai thao tác, một các bạn tô đen tất cả các biến này. Và các bạn giữ nguyên giữ chỉ cần giữ chuột trái, nhấn chuột trái vào bất kỳ một chỗ nào đó tô đậm, cầm giữ chặt chuột và không nhấc ra kéo qua bên này. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta hoàn toàn có thể kéo được các biến qua đây. Và hy vọng là các bạn sẽ quen với cái thao tác này. Thao tác Enter. Thì đây là cái giá trị thống kê mô tả của tất cả các cái biến trong mô hình nghiên cứu. Tiếp theo sau, ta muốn chạy ma trận hệ số tương quan để kiểm định cái mức độ ảnh hưởng hay phụ thuộc giữa các cái biến. Và kèm theo đó là kiểm định cái hệ số tương quan thì chúng ta thêm cái xích vào các bạn ha. Có nghĩa là kiểm định cái giá trị của hệ số tương quan với H0 là giữa hai cái biến này không có sự phụ thuộc và H1 là hai biến này có sự phụ thuộc. Các bạn nhấn Enter. Do số lượng các biến trong mô hình khá nhiều cho nên là Mr. Jelic chỉ có thể lướt nhanh cho các bạn nhìn thấy ở đây. Vậy quay lại clip thì chúng ta đã xong được cái gạch đầu dòng đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến đề mục thứ hai là kiểm định lựa chọn mô hình để chúng ta xem những các cái mô hình mà hiện thời phổ biến đối với dữ liệu bảng thì mô hình nào sẽ là mô hình phù hợp để mà tìm hiểu về cái mối liên hệ giữa ổn định tài chính cũng như là cái ảnh hưởng của cạnh tranh đến ổn định tài chính ha. Để kiểm định lựa chọn mô hình thì ở đây chúng ta sẽ đầu tiên so sánh giữa mô hình OLS với lại mô hình Fixed Effects. Thì để so sánh giữa mô hình OLS với mô hình Fixed Effects thì chúng ta nhấn lệnh Iterate, có nghĩa là chạy cái mô hình hồi quy. Gồm đầu tiên nhất là chúng ta làm với biến Z-score cho cái mô hình của chúng ta. Thứ này ta nhấn Enter và cái giá trị kiểm định ở đây có nghĩa là H0 là mô hình OLS tốt hơn mô hình Fixed Effects, còn H1 là mô hình OLS không tốt hơn mô hình Fixed Effects. Thì kết quả cho thấy là ta ủng hộ giả thiết H1 các bạn ha. Và tương tự ta làm cho Z-score đối với biến HHI Deposit. Thứ này chúng ta cũng được một kết quả tương tự là mô hình với biến phụ thuộc là Z-score thì sử dụng Fixed Effect là tốt hơn OLS. Tương tự cho NPL với hai biến đại diện cho cạnh tranh là Learner thì ta thấy kết quả cũng vẫn đạt yêu cầu các bạn ha. Và cuối cùng là cho mô hình so sánh giữa mô hình OLS với mô hình Fixed Effect với biến phụ thuộc là K cho hai trường hợp của cạnh tranh, một là đối với chỉ số Learner và hai là chỉ số HHI. Thì đối với chỉ số Learner chúng ta thấy đây kết quả vẫn nói là Fixed Effect tốt hơn. Tương tự cho mô hình với cái chỉ số cạnh tranh HHI Deposit. Và bây giờ chúng ta đến cái đề mục tiếp theo là so sánh những mô hình OLS và mô hình Random Effect. Để thực hiện so sánh này thì đầu tiên nhất chúng ta chạy cái mô hình Z với biến phụ thuộc là Z-score cho trường hợp Random Effect. Thì các bạn chỉ việc nhấn lệnh Iterate biến phụ thuộc Z-score và tất cả các biến giải thích ở đây, sau đó nhấn Enter. Thì các bạn sẽ thấy ở đây có nghĩa rõ ràng có chữ Random Effect ở đây ha. Và lúc này sau đó các bạn thực hiện cái lệnh là ITT test 0, nhấn Enter. Đó gọi là kiểm định Brecht and Pagan test. Thì kết quả cho thấy rằng là mô hình Random Effect tốt hơn. Và bây giờ tiếp tục ta thực hiện tương tự đối với lại biến phụ thuộc là Z-score với chỉ số cạnh tranh là HHI Deposit. Thì chúng ta cũng có một kết quả là mô hình Random Effect tốt hơn. Và bây giờ ta thực hiện tương tự đối với lại biến phụ thuộc là NPL với chỉ số cạnh tranh là Learner. Kết quả vẫn là Random Effect tốt hơn. Tương tự với HHI Deposit. Và kết quả cũng cho thấy là
random effect tốt hơn. Cuối cùng ta thực hiện kiểm định lựa chọn giữa mô hình OLS và random effect với biến phụ thuộc là K cho chỉ số cạnh tranh là learner. Thì ta thấy kết quả trong trường hợp này đều cho thấy rằng là cho dù chỉ số cạnh tranh là learner hay HHI deposit thì random effect vẫn là tốt hơn. Và bây giờ chúng ta đến kiểm định lựa chọn thứ ba là so sánh xem random effect và fixed effect thì mô hình nào sẽ là mô hình tốt hơn. Nhiều bạn hay hỏi rằng là không biết cái việc thực hiện việc chọn lựa các mô hình này có tốt hay không, thì câu trả lời rằng mục đích của việc chọn lựa các cái mô hình này đó là chúng ta muốn xem mô hình nào sẽ là mô hình phù hợp với dữ liệu bạn. Bởi vì thực chất các mô hình như FCLS hay là mô hình System GNM nó chỉ chứng minh về mặt thực tế các dữ liệu chúng ta thu thập được có phù hợp với các lý thuyết mà chúng ta nghiên cứu hay không, chứ nó không có tính toán ra cái giá trị R bình phương như chúng ta thường thấy trong các cái mô hình hồi quy. Cho nên đó lý do tại sao kiểm định lựa chọn mô hình này lại là khá quan trọng. Để so sánh giữa mô hình fit effect và random effect, mô hình nào là phù hợp hơn, thì chúng ta sẽ thực hiện các thao tác như sau. Đầu tiên nhất là đối với biến đại diện cho ổn định tài chính Z-score và chỉ số cạnh tranh learner, ta chạy mô hình fit effect trước. Sau đó chúng ta lưu giữ lại các hệ số trong cái mô hình fit effect với cái biến phụ thuộc Z-score này. Tương tự, ta chạy một lần nữa cái mô hình random effect với biến phụ thuộc là Z-score và biến đại diện cho ổn định tài chính là learner. Ta cũng tiến hành lưu lại cái giá trị này. Sau đó ta sử dụng kiểm định Hausmann để so sánh giữa fixed effect của Z-score và random effect của Z-score thằng nào tốt hơn. Thì kết quả cho thấy p-value của nó là 0.0371. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ trả lời rằng mô hình tốt hơn của chúng ta. Xin lỗi các bạn chút xíu này. Ở đây chúng ta có giá trị p-value bằng 0.0371. Thì chúng ta đưa đến kết luận rằng là mô hình random effect là tốt hơn. Và tương tự chúng ta sẽ thực hiện cái kiểm định lựa chọn mô hình giữa fixed effect và random effect với biến phụ thuộc là Z-score, nhưng lúc này ổn định tài chính không phải là learner nữa mà là HHI. Các bạn nhìn thao tác đầu tiên ta vẫn chạy fixed effect trước, sau đó ta lưu lại các cái hệ số đứng trước các cái biến giải thích trong mô hình thông qua lệnh AST, S-Store, Fix, Z-Score, HI, Deposit. Ta tiếp tục thực hiện lệnh này với cái Random Effect và lưu lại các hệ số. Cuối cùng ta cũng sử dụng kiểm định Hausmann để so sánh giữa Fix Effect của Z-Score, HHI và Random Effect của Z-score HHI xem thằng nào tốt hơn. Thì kết quả vẫn khẳng định là Random Effect tốt hơn. Và bây giờ chúng ta thực hiện tương tự với lại hai mô hình còn lại là mô hình NPL và mô hình K. Thì do cái lệnh nó tương đối là nhiều nên Mr. xin phép là thực hiện nhanh. Xin lỗi các bạn. Thì kết quả trong trường hợp này cho thấy mô hình fixed effect lại tốt hơn mô hình random effect đối với lại biến phụ thuộc NPL. Đây là kết quả đối với lại mô hình là biến phụ thuộc là NPL, nhưng trong trường hợp cho cái ổn định tài chính có chỉ số là HHI deposit, kết quả cũng cho thấy là mô hình fixed effect trong trường hợp này tốt hơn mô hình random effect.
cuối cùng chúng ta thực hiện với lại cái biến phụ thuộc là K. Thì trong trường hợp này lại cho kết luận rằng, cũng cho kết luận tương tự rằng mô hình fit effect tốt hơn. Đây là K cho trường hợp HHI. Tiếp theo sau chúng ta sẽ kiểm định một số cái vi phạm thường gặp trong mô hình hồi quy, đó là kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, hiện tượng tự tương quan và hiện tượng phương sai thay đổi, để chúng ta xem thử có cái các vấn đề này không để chúng ta dễ dàng khắc phục. Thì đối với kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành chạy cái hồi quy đối với biến phụ thuộc là Z-score. Xin lỗi các bạn, cho cái chỉ số đại diện cho ổn định tài chính là learner trước. Các bạn nhấn VIF. Đây chính là cái tính năng dùng để kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến. Thì tất cả các biến giải thích của mô hình đều có chỉ số VIF nhỏ hơn 10, cho nên ta khẳng định là không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình cạnh tranh và ổn định. Trong đó biến ổn định đại diện là learner. Tương tự, ta thực hiện thao tác này lần lượt với tất cả các cái biến phụ thuộc đại diện cho cạnh tranh, cũng như tất cả các biến giải thích đại diện cho ổn định tài chính, lần lượt là Z-score và HHI. Các bạn thấy cũng đã yêu cầu tương tự NPL và learner cũng đã yêu cầu. NPL và HHI deposit cũng đã yêu cầu. Vâng, tiếp tục là chúng ta sẽ chạy cái kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến giữa K và learner. Kết quả cũng cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến. Tương tự K và HHI, kết quả cũng cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến. Và bây giờ ta kiểm định đến hiện tượng phương sai thay đổi. Để kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi thì ta sử dụng, đầu tiên ta đánh lệnh hồi quy để chạy mô hình trước giữa Z-score và learner. Sau đó ta đánh lệnh kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi là H test. Thì kết luận cho thấy là không có hiện tượng phương sai thay đổi. Và tương tự ta kiểm định với lại Z-score và HHI deposit, và tương tự với lại tất cả các biến còn lại. Và cuối cùng, một cái điều hết sức quan trọng là chúng ta sẽ kiểm định hiện tượng tự tương quan giữa các biến phụ thuộc với các biến giải thích. Các bạn chú ý kỹ một điều như sau. Trong cái nghiên cứu chính của Menger thì ông ta có nói rằng là lý giải của ông ta cho cái việc sử dụng mô hình GMM đó là bởi vì ông ta muốn kiểm định cái, nói rằng ở các cái nước mà ông ta nghiên cứu thì nó có hiện tượng tự tương quan chuỗi. Vậy chúng ta cũng kỳ vọng rằng nếu trong trường hợp cái bộ dữ liệu của chúng ta tại Việt Nam có hiện tượng tự tương quan chuỗi thì rõ ràng cái nghiên cứu chúng ta là rất phù hợp. Thì kể để kiểm định hiện tượng tự tương quan chuỗi, chúng ta sử dụng lệnh IT serial và biến phụ thuộc trước, sau đó các biến giải thích, đầu tiên là Z-score và learner. Thì kết quả có cho thấy B value của nó là 0.0242, mới là có hiện tượng tự tương quan chuỗi. Với H0 là không có hiện tượng tự tương quan chuỗi, và H1 là có. Tương tự Z-score và HHI deposit, tương tự NPL và learner, các bạn thấy là đều có hết các bạn ha. B value đều gần như là có ý nghĩa ở mức 1%. K và N learner, K và HHI. Và đến đây chúng ta đã xong được cái kiểm định đa cộng tuyến tự tương quan và phương sai thay đổi. Thì phương pháp ước lượng trong mô hình, chúng ta đã chạy tác động ngẫu nhiên, tác động cố định. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử mô hình khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi FCLS mà rất nhiều bạn khi thực hiện cái nghiên cứu của mình được cái sự đồng thuận của giảng viên hướng dẫn là chấp nhận. Nhưng với Mr. Đức thì Mr. Đức không muốn dừng tại đây, mà Mr. Đức muốn giới thiệu với các bạn một mô hình mà khắc phục tốt nhất các vấn đề các bạn gặp phải, là mô hình System GMM. Tại sao System GMM lại có thể là một mô hình khắc phục tất cả các khuyết tật trong mô hình một cách tốt hơn mô hình các phương sai thay đổi FCLS? Thực ra thì có nhiều lý do lắm các bạn, nhưng
Nếu nói về mặt học thuật thì nó hơi khó hiểu. Mr. Đức chỉ có thể giới thiệu với các bạn ngắn gọn như sau. Mô hình System GMM để khắc phục các khuyết tật của mô hình tốt hơn FCLF chỉ bởi vì một lý do. Nó có một bộ các biến công cụ rất rất đa dạng và phong phú, được sử dụng làm các biến giải thích trong mô hình. Điều mà tất cả các ba mô hình trước không mô hình nào có được. Chính vì vậy, nó làm cho cái mô hình của chúng ta tốt hơn. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi chúng ta đưa một mô hình chỉ gồm có 8 biến giải thích và một biến phụ thuộc, thì rõ ràng nó khác hoàn toàn một mô hình của chúng ta có 20 biến giải thích và một biến phụ thuộc. Đó chính là điều tuyệt vời của mô hình System GMM, điều mà không có một mô hình nào hiện thời làm được điều này. Đương nhiên một số bạn sẽ đặt câu hỏi rằng nếu như đưa quá nhiều biến giải thích vào trong mô hình thì rõ ràng nó sẽ làm cho mô hình này loãng ra. Vâng, bạn ơi, bạn yên tâm một điều rằng việc bạn đưa các biến khác vào làm biến giải thích trong mô hình, nó đòi hỏi bạn phải thỏa mãn các yêu cầu của kiểm định SGMM. Điều mà nhiều bạn nếu không cẩn thận sẽ bị vi phạm đó là kiểm định tính dừng của dữ liệu bảng, kiểm định tự tương quan của phần dư và kiểm tra tính phù hợp của các biến công cụ. Và sau đây Mr. Đức sẽ chạy cả hai mô hình FCLF và mô hình SGMM để các bạn có thể so sánh được cái kết quả của mô hình nào tốt hơn mô hình nào các bạn ha. Đầu tiên là Mr. Đức sẽ chạy cái mô hình khắc phục phương sai thay đổi bằng mô hình FGLS thông qua là ITGLS các bạn ha. Các bạn nhấn Enter. Thì đây là kết quả. Và kết quả này các bạn thấy là đối với mô hình Z-score và biến giải thích Learner thì kết quả tương đối rất tốt. Chỉ có duy nhất một biến là Learner bình phương là không có ý nghĩa. Mr. Đức lưu lại các giá trị này. Và sau đó Mr. Đức chạy thử mô hình System GMM với Z-score và Learner. Thì các bạn thấy rằng là lúc này mô hình Z-score và Learner chạy thông qua System GMM có kết quả tốt hơn với mô hình khắc phục phương sai thay đổi, khi mà tất cả các biến đều có ý nghĩa. Và dấu của hai biến quan trọng nhất là Learner và Learner bình phương đúng như Mr. Đức kỳ vọng trong cái nghiên cứu này, đó là khi các bạn sử dụng một cái chỉ số learner vừa phải thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực đến ổn định tài chính. Nhưng khi các bạn lạm dụng cái chỉ số này thì nó mới ảnh hưởng tiêu cực đến cái ổn định tài chính, có nghĩa là mối quan hệ là mối quan hệ phi tuyến dạng parabol út ngược. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là mô hình số 1 của Z-score là mô hình sử dụng FCLS, và mô hình thứ 2 của Z-score là mô hình sử dụng System GMM. Thì các bạn thấy rằng kết quả của System GMM là tốt hơn khi tất cả các biến trong mô hình đều có ý nghĩa. Tương tự, Mr. chạy thử mô hình khắc phục phương sai thay đổi của biến Z-score với HHI deposit. Thì trong trường hợp này các bạn thấy là có đến 2 biến không có ý nghĩa. Mr. lưu lại giá trị thông qua lệnh EST, S-Store, ZOS, Score, HHI. Và Mr. chạy thử mô hình System GMM với biến Z-Score và HHI. Các bạn nhìn ha. Thì các bạn sẽ thấy một điều, tất cả các biến trong mô hình đều có ý nghĩa hết ở mức 1%. Các kiểm định liên quan tới System GMM đều đạt yêu cầu AR1 có p-value là 0.040, AR2 là 0.237, kiểm định Hasentest là 0.910, đều đạt yêu cầu. Và Mr. lưu lại giá trị. Sau đó Mr. đưa ra kết quả so sánh thì bạn thấy rằng mô hình System GMM là mô hình 2 này có kết quả gần như tất cả các biến đều có ý nghĩa, trong khi điều này không thể có đối với mô hình khắc phục phương sai thay đổi. Tiếp theo sau là Mr. sẽ chạy mô hình khắc phục phương sai thay đổi với
biến NPL và learner lưu lại giá trị. Và tương tự, trong mô hình này các bạn sẽ thấy rõ ràng là số lượng biến giải thích có ý nghĩa đã giảm đi rất nhiều. Khi mà số lượng biến giải thích không có ý nghĩa gồm có learner, learner bình phương, loan TA, HHI, noi là không có ý nghĩa ha. Nhưng bây giờ bạn nhìn cũng mô hình NPL và learner, learner bình phương nhưng chạy bằng system GNN, bạn thấy một kết quả rất tuyệt vời là tất cả các biến đều có ý nghĩa. Các kiểm định liên quan tới mô hình system GMM có AR1 bằng 0.049, AR2 là 0.916, Hasan test là 0.487 đều phù hợp với các kiểm định của system GMM. Và các bạn thấy đấy, mô hình 2 là mô hình sử dụng system GMM, mô hình 1 là sử dụng FCLS. Và tiếp theo sau thì Mr. Đức chạy lần lượt NPL với lại HHI deposit các bạn ha. Thì lúc này chúng ta thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6 biến không có ý nghĩa trên tổng số 9 biến. Nhưng bây giờ bạn nhìn thấy Mr. chạy thử một lần nữa giữa NPL và HHI deposit. Các bạn thấy tất cả các biến trong mô hình đều có ý nghĩa, duy chỉ có biến lock nearby CDB là không có ý nghĩa. Kiểm định sự phù hợp của SCMM đều cho thấy AR1, AR2 và Hasan test đạt yêu cầu. Và đây là kết quả các bạn thấy rất tốt ha. FCLS thì HHI deposit là âm, trong khi và HHI deposit bình phương là không có ý nghĩa, trong khi ở đây thì là có ý nghĩa và phù hợp với lại cái đề tài nghiên cứu đang thực hiện. Và cuối cùng Mr. Đức chạy cái mô hình FCLS với lại biến K và learner lưu lại giá trị và thực hiện system GMM với K và learner. Các bạn thấy kết quả tốt, lưu lại giá trị và tiến hành so sánh thì các bạn thấy như sau. Đây là các biến của trong mô hình K, thì đây là những biến không có dấu sao, có nghĩa là không có ý nghĩa, trong khi bên mô hình system GMM thì tất cả các biến đều ok các bạn ha. Và cuối cùng là Mr. Đức chạy mô hình FCLS với K và HHI deposit, thì ở đây có hai biến không có ý nghĩa, lượng giá trị, và chạy system GMM với K và HHI deposit, tất cả các biến đều ok, các kiểm định phù hợp của mô hình SGMM đều tốt, lưu lại giá trị và các bạn thấy rất rõ. Một lần nữa, mô hình K chạy bằng system GMM cho kết quả tốt hơn rất nhiều so với mô hình K chạy bằng FCLS. Và đây là toàn bộ những lệnh mà cái nghiên cứu này thực hiện. Hy vọng nó sẽ không làm các bạn cảm thấy ngợp và choáng. Tổng số lệnh thực hiện của nó là 112 lệnh tất cả để có được một kết quả như nghiên cứu vừa rồi. Vâng, và đến đây thì cái nội dung trong clip này đã đầy đủ. Mr. Đức rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cũng như là cùng theo dõi clip này đến những cái nội dung cuối cùng. Thông qua clip này, một lần nữa Mr. Đức muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng nghiên cứu khoa học khó thì đúng là có cái khó, nhưng dễ thì cũng có cái dễ của nó. Hy vọng clip này sẽ cho các bạn một lần nữa nhìn toàn cảnh về những thuận lợi và khó khăn mà các bạn đang thực hiện cho chính đề tài của mình. Và nếu bạn cần một người hỗ trợ đủ để bạn tin tưởng và làm tốt những gì mà bạn yêu cầu thì rất vui nếu các bạn liên hệ với Mr. Đức qua số điện thoại 0384 015 119 hoặc email. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi rằng Mr. Đức thực hiện clip này nhằm mục đích gì, thì từ đầu lời là Mr. Đức mong muốn các bạn sẽ nhìn được những cái
thuận lợi cũng như những cái khó khăn mà các bạn đang gặp phải. Và chúc tất cả các bạn sẽ thực hiện tốt nhất cái đề tài nghiên cứu của mình. Mọi vấn đề thắc mắc của các bạn, nếu không muốn gặp online, không muốn điện thoại, các bạn hoàn toàn có thể hẹn Mr. Đức uống cà phê. Và khi uống cà phê thì Mr. Đức cũng chia sẻ với các bạn luôn, chúng ta sẽ uống cà phê theo kiểu Campuchia, có nghĩa là tiền của ai người nấy trả, để cho các bạn có một cái sự thoải mái nhất. Bản thân Mr. Đức nếu được gặp các bạn ngoài thực tế thì đó là một điều hết sức tuyệt vời. Lý do bởi vì khi Mr. Đức thực hiện các cái nghiên cứu cũng như hướng dẫn các bạn, chính là Mr. Đức được học hỏi từ các bạn, và rất hy vọng được học hỏi từ rất nhiều các bạn để chúng ta có thể mở mang thêm về kiến thức của mình. Chúc tất cả các bạn có một cuộc sống thật hạnh phúc và luôn có một công việc như ý muốn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác với các nội dung khác.